Xuyên không làm người hưởng bình thường bệnh nhất thế giới đầu tiên. 15. Xin dừng bước. Giới thiệu này con game của Full, con game đánh bài giải trí đổi thưởng nhé. Trong này có rất nhiều cái chương trình khuyến mãi trong này, ví dụ như là cái tiền nhận rượu này, là báo danh nhận quà mỗi ngày nhé. Đấy, cái này là kiểu như là mình nạp tiền thì rất nhiều cách để nạp tiền như Thiệt Cào, Momo, Zalo Pay, Viettel, VIP 1. Đây, cái này đăng nhập thêm một ngày nữa là được nhận được 26.000 này. Rút tiền để cứ liên kết với tài khoản ngân hàng thì rút được tiền về nhé. Trong này rất là nhiều trò chơi cho mọi người giải trí. Đường link thì mình để dưới phần mô tả nhé. Nào muốn trải nghiệm thì có thể trải nghiệm tải về và chơi thử 50k nhé. Nạp 100k để test thử. Trò chuyện trò khác á. Rồi, đá cái gì ngon nào? Rồi, cũng biết. Cũng yếu quá. Rồi tiếp một trò khác nữa. Đỏ đen. Cái đường link để dưới phần mô tả nhé. Mà nào muốn trải nghiệm thì có thể tải về chơi con game của Full này. Tại hạ là Mạnh Lương Quân, bái kiến công tử. Có chuyện của công tử vô cùng đặc sắc. Quá khen quá khen. Ai có sức chống đỡ sức hút của tỷ dục ký chứ? Chỉ là trong lòng ta có một nghi vấn muốn thỉnh giáo công tử. Hả? Xin hỏi công tử, trên đời này có con đường trường sinh hay không? Trường gì cơ? Trường sinh đó. Ta tìm kiếm trường sinh đã lâu, tìm hết tất cả thứ tịch nhưng đều không có thu hoạch gì cả. Mãi tới kỳ câu chuyện của công tử thì người nhất định là biết làm sao để trường sinh. Mong công tử dạy cho ta. Người đọc sách tới ngốc rồi sao? Điều này cũng có thể nhìn ra sao. À, ta quả thật là không thông minh lắm. Ta trước giờ đắm chìm trong thế giới của sách, giống như là biết tất cả nhiều thứ. Trên thực tế thì không biết cái gì cả. Ôi, người này là ngốc thật trời. À, từ xưa tới nay, người truy cầu trường sinh không có một ai có kết cục tốt cả. 10 năm này có thể thấy là xuân đến thu đi. 100 năm có thể chứng kiến sinh lão bệnh tử. 1.000 năm có thể thấy được sự thay đổi của vương triều. Vạn năm có thể thấy được vòng vòng chuyển biến. Người phàm nếu như dùng cái tầm nhìn của một ngày đã nhìn thiên địa của cả 100 vạn năm thì không khác gì ếch ngồi đại giếng. Chàng trai à, chú trọng hiện tại đi thu xếp ổn thỏa. Ta chỉ có thể nói tới đây thôi. Chú trọng hiện tại. Chị trí tuệ quá. Ôi, chủ nghĩa gì tầm đây dây không nổi rồi, mau chạy đi. Sư phụ à, sắp tới chưa? Sắp tới rồi. Sư phụ à, Vạn Kiếm Tông bị kiếm mà khiêu chiến rồi, thiết nghĩ đã bị diệt môn rồi. Vậy chúng ta tới đó làm gì chứ? Ta và Bạch Vô Trần cùng là kiếm tù, mình trận ám đấu hơn 100 năm. Hiện tại hắn ta chết thảm ở trong tay của kiếm mà. Ngồi ta ra, còn ai có thể nhật sát thì hắn ta chứ? Tên Bạch Vô Trần đó tuy thực lực không tồi, nhưng tuyệt đối cũng không thắng được. Bây giờ sợ là thi thể đã lạnh ngắt rồi. Ý
Wow, có thể nghe được câu chuyện của Lý Công Tử, chúng ta thật là có phúc mà. Ừ, phải đó cha. Cây lùm mía. Ê, ây da, Triệu lão đầu, ngươi lại tới rồi sao? À, Bạch Bảo Trân, sao ngươi chưa chết? Ta còn bị chuẩn bị nhận xác cho người đó. Hả? Nhận xác? Vậy ta thực sự là cảm ơn ngươi rồi. À, mà chẳng phải kiếm mà khiêu chiến người sao? Ngươi trốn rồi sao? Trốn? Ngươi nhìn cái này đi. Ngươi đến xuất khiếu cảnh rồi sao? Thiết nghĩ vẫn kiếm tiền tòm tà phước trạch tầm hậu được ông trời chiếu cố. Kim mà đến cũng chỉ là một lần lịch luyện nhỏ nhỏ của ta mà thôi. Chịu là đầu à, ngươi cũng không cần phải ngưỡng mộ ta quá đâu, mỗi người một số thôi à. Hốt không biết trước sầu, người thấu hiểu chính là thầy. Chúc mừng bạch tiền bối. Sư phụ, người tu tiên trí cầu trường sinh, mà những người trường sinh đó lại có thể có mấy người chứ? Xem ra ngươi sẽ sống lâu hơn ta. Chịu lao đầu, lẽ nào người thọ nguyên đã hết à, không còn được 50 năm nữa, con tưởng là có thể nhặt xác thầy cho người, không ngờ chỉ còn có một mình ta ra đi. À, Triệu lão đầu à, nói thật với người vậy, giết ta đột phá thì tiêu diệt kia mà là nhờ vào một người. Cái gì? Chúng ta tranh chấp nhau cả đời, ta cũng không nhẫn tâm thấy người chết. Lẽ nào người có cách ư? Ngày mai ngươi dẫn người đi nghe câu chuyện nha. Lý công tử vào thành rồi, mà màu ta đang chuẩn bị đi chiếm chỗ đó nghe chuyện nè. Ồ, lạc vị lạc tiền này đông khách quá. Lý công tử, Lý công tử, ta đợi ngươi rất lâu rồi đó, đợi tới cả ngày hôm qua luôn. Hả? Lại là thư sinh này. Lý công tử à, ta đã ngộ ra rồi, cảm ơn sự chí báo hôm qua của người. Ồ vậy sao? À, thật sao? À, ý của Lý công tử này là vạn vật đều có quy luật của chính nó, ta buộc phải cảm nhận ở trong hiện tại mới có thể lãnh ngộ được, mới có thể phá vỡ những quy luật này. Cho nên người vẫn muốn trường sinh sao? À, phải, đạo lý của Lý công tử không chỉ đơn giản như vậy, ta liền có thể ngộ ra được một chút ở trong đó. Nhưng ôi, đi mau đi mau, ta sẽ quan sát kỹ mỗi thứ ở trên thế gian này, cảm ngộ quy tắc ở trong đó, tranh thủ hiểu được thâm ý trong những lời nói của Lý công tử sớm hơn. Hắn ta đây là ngộ ra cái quái gì chứ? Ôi, sao phải chủ nghĩa gì tầm ơn mình nghĩ rồi. À, Lý công tử tư tiếp thượng hồi. Ô bạch cô nương, Lâm cô nương, mọi người lại tới rồi à. Hai cái vị này là... Ô lão bá à, người tốt mồ hôi nhiều quá rồi, có phải là cơ thể không khỏe không? Đã tạ cao nhân. Ta không không sao. Ôi, không phải là không sao, mà thanh nữ của lần viên tần cát cũng biến thành phàm si ngốc rồi kìa. Ôi, thiếu niên với gương mặt bất ngờ, à, mặt ngờ nghịch này rốt cuộc là thần thánh phương nào?